Chào tất cả quý vị, thì lại một hoàn cảnh nữa Thắng ghi nhận được ngày hôm nay. Ở đây có ba em chắc là cũng còn trẻ đang đi lững thững ở trên đường đây, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Mà lên đây đi, mình trò chuyện một xíu cho nó đỡ ồn. Thưa mọi người, thì một hoàn cảnh nữa cũng khá là đặc biệt. Ba anh em đi bộ về quê. Rồi mình ngồi đây đi cho mình nói chuyện xíu. Rồi chào ba anh em nhá. Đây là mình là cùng một gia đình hết hay sao vậy? Đây là hai mình là hai vợ chồng. Ở đây là em trai hả? Thì nãy giờ mình đã đi trên quốc lộ đấy, mình thấy là ba bạn là đang đi bộ, thì không biết là cho mình hỏi là mình đi về đâu đây? Cà Mau hả? Cà Mau xa lắm á. Đi bộ này thì các bạn dự tính là bao giờ sẽ về tới không? Tụi em không biết nữa, cứ đi giờ đi thôi, tại giờ tụi em cũng muốn về quê lắm. Cho mình hỏi cái là tại sao mà các bạn lại quyết định mà đi bộ về quê như thế này? Có thể chia sẻ cho mình biết được không? Trên Sài Gòn á, tụi em bây giờ không sống nổi nữa, nên giờ khó khăn rồi, tụi em không xe không cộ nữa, không có tiền bạc. 4 tháng nay tụi em không có đi làm á, không có tiền đóng trọ, nên là tụi em mới đi về quê. Vậy hai vợ chồng mình là làm công việc gì vậy? Dạ, tụi em làm công nhân bình thường thôi. Làm công nhân. Nhưng mà mấy tháng nay là thất nghiệp, không có công ăn việc làm đúng không? Rồi. Hình như là chị là đang mang bầu hả? Dạ, em đang có bầu. Mấy tháng rồi, bé được mấy tháng rồi? Bé được 3 tháng nè. Tại vì nãy đi em cũng để ý là thấy chị ôm bụng á. Trời ơi, đang mang bầu mà đi bộ như thế không sợ hả? Dạ, giờ tụi em cũng hết đường rồi, tụi em làm liều thôi chứ. Vâng, nhưng mà mình đi từ đâu tới đây đây? Ở đâu? Củ Chi. Củ Chi. Trời đất ơi, Củ Chi mà sáng ngày mình đi từ mấy giờ? Em đi 2 ngày. Đi 2 ngày rồi hả? Từ Củ Chi mà đi tới đây là 2 ngày rồi. Bây giờ em có bầu nên là đi đứng nó cũng không có dễ, nên là tụi em đi chậm, tụi em đi hay nghỉ nhiều. À vậy hả? Về 2 ngày rồi thì cho mình hỏi là cái cuộc sống và sinh hoạt này, khi mà đêm về thì mấy bạn làm như thế nào? Có chỗ cái đá hay gì đó thì em ngủ lại. Ngủ lại, nhưng mà sẽ đi dọc đường cũng có gặp mấy người tốt cho đồ ăn á, rồi đi dọc đường tắm rửa thì ghé vô cây xăng. Còn em trai là mình lên đây làm gì? Em trai này lên làm gì? Em nó mới có 15 tuổi à, nó lên nó làm chung với anh hai, nó làm thất nghiệp á. Hồi nhỏ tới giờ là làm không có đi học mà lên đây làm. Mấy bạn là mình lên Sài Gòn này làm công việc như thế là được mấy năm rồi? Em lên nay cũng 7-8 năm rồi anh. 7-8 năm rồi. Thì những cái số tiền mà hai bạn làm nó tích cóp bao nhiêu năm đấy? Nó hết luôn rồi hả? Dạ, nhà em với cha mẹ không có nhà, với lại còn con nhỏ ở nhà nữa, còn cái lớn ở nhà. Hai bạn là còn một bé nữa ở nhà, ông bà đang trông ở nhà hả? Đây là làm cũng gửi về cho gia đình ở quê nữa. Thì suốt mấy cái tháng dịch bệnh như vậy thì các bạn ở khu vực đó người ta không có hỗ trợ gì à? Dạ, có hỗ trợ mì với mà đồ ăn á, xong rồi nói là cho tiền nhưng mà đợi hoài luôn, tháng này qua tháng nọ không cho tiền, cho đồ ăn mà cho được có một lần một. Vậy là cái tiền thất nghiệp đấy đúng không, là cũng không có. Tại vì chồng em làm công ty, chồng em làm công ty nhưng mà em làm tự do ở ngoài á. Hai bạn là năm nay nhiêu tuổi rồi? Tại vì mình thấy còn trẻ đúng không? 26. Rồi. 27. Mấy cái này là người ta cho hả hay sao? Dạ. Bánh kẹo là người ta cho đây. Dạ. Trời ơi. Bên đồ đạc của các bạn là chỉ có cái ba lô thôi à? Dạ, chỉ có quần áo thôi. Thế phòng trọ hôm trước mình không có đồ đạc nhiều à? Hay là bán hết luôn rồi? Ở chỗ người ta không cho ở nữa, cái nào đem
không bán được tiền hả? Dạ, tại vì dịch đâu có bán được đâu, người ta đâu có mua. Đi 2 ngày từ Củ Chi mà bây giờ mới tới Bình Tân à? Mà 2 ngày rồi, mà về Cà Mau thì liệu cả tháng không? Mình nghĩ là cả tháng á. À, em lội từ chiều hôm qua. Hôm qua với đêm rồi, đêm với tới nay cũng gần hết ngày nữa. Thì đúng rồi, tính ra là 2 ngày 1 đêm á. Mà mới tới đây có Bình Tân à? Về Cà Mau là hình như là cũng 400-500 cây phải không? Dạ, 400 cây. Ồ. Mình lên đây làm như vậy là không có xe cộ gì. Cũng có chiếc kim chạy tới chạy lui á, mà tại em có bầu yếu á, xong rồi cái chồng đi lấy thuốc cho, mà tính chạy ra tới chốt lấy mà chưa ra được tới chốt nữa là bị bắt luôn tới giờ. Ồ, vậy là xe là mình không an bắt, nhưng mà xe đấy nó không có giấy tờ hay sao mà hay là mình không có tiền đóng phạt mình, dạ, mình bỏ? Có giấy tờ nhưng mà kiểu trong chỉ thị 16 á, em đi mua thuốc cho vợ em á, mà mấy anh công an rồi sau là họ giam xe của mình luôn. Dạ. À, bây giờ hứa là với em là tới 15 tháng 9 là cho em lấy xe về, nhưng mà cuối cùng nói là không làm việc nữa. Ồ. Rồi đó rồi, nhưng mà bị phạt có nhiều không? Dạ em cũng không biết nữa. Thường là 2 triệu hay 3 triệu gì đó. Nhưng mà lên mình lên để mình lấy xe thì họ không làm việc. Hay là các bạn không có tiền để đóng phạt? Không có tiền đóng phạt xong rồi nó mới giữ xe á. Xong rồi giữ xe rồi bây giờ lên xin lấy cũng không cho luôn. Trời, nhờ người quen xin cũng không cho luôn. Sao mà họ làm khó vậy ta? Rồi bây giờ là cả gia đình là phải đi bộ như thế này. Trời đất ơi. Mình thấy tội cho bà xã của bạn quá. Mà đang mang bầu như thế mà mình đi, mình nghĩ rằng đi nếu mà về quê thì nó hơi khó. Nhưng mà các bạn là quyết định là bằng giá nào cũng về quê à hay sao? Dạ, đường nào em cũng về quê hết trơn, chứ em không mới lại. Đường nào cũng về quê hết trơn. Ví dụ bây giờ mà có một căn phòng trọ thì các bạn có ở lại không hay là vẫn về? Dạ, vẫn về. Tại sao vậy? Tại giờ trong đầu tụi em là chỉ có về quê là an toàn nhất thôi. Bạn cho mình hỏi cái bà xã của mình đang mang bầu thế, khi mà đi bộ 2 ngày trời như vậy đấy, thì trong lòng bạn thấy sao? Em thấy xót vợ em. Nhiều lúc vợ em đi mà cứ bụng đau rồi em thấy buồn. Tại vì mình thì mình cũng chỉ là một người ở ngoài thôi, nhưng mà mình đi đường mình thấy là vợ của bạn đi á, cứ ôm cái bụng ấy, thấy rất là tội luôn. Dưới Cà Mau bạn có mấy cái nhóm mà hội đồng hương gì không? Có. Sao mình không đăng ký về đó? Đăng ký là người ta giúp ấy, người ta đưa về đó. Mấy lần rồi mà không ai cho gì hết trơn. Vậy hả? Có đăng ký rồi mà không được à? Thì để chút nữa mình thử gọi cho cái chị kia xem là chị đó có cái chuyến xe về Cà Mau không? Tại vì mình cũng có biết cái chị kia là chị cũng hay đi giao đồ ở miền Tây ấy. Nhưng mà không biết là Cà Mau thì có xuống không? Để mình chút nữa mình sẽ gọi hỏi chị đó. Nếu mà được thì cho mấy bạn đi nhờ. Thắng cho mọi người coi lại một lần nữa hình ảnh của ba anh em. Thì các bạn này cũng còn khá là trẻ. Lên Sài Gòn làm ăn. Tuy nhiên thì đại dịch đã khiến cho các bạn phải bắt buộc bằng mọi giá phải về quê thôi. Ở đây thì không có tiền để đóng, cũng như là tiền ăn tiền uống là không có. Cái thứ hai là chưa biết bao giờ công ty mới mở lại mà các bạn có thể đi làm được, đặc biệt là bạn gái này đang mang bầu tháng thứ 3. Phải đi 2 ngày như thế là mỏi đừ hết chân rồi, làm gì nữa. Vậy vừa nãy bạn nói rằng là bạn là làm công nhân hả? Dạ.
À, làm mình làm cụ thể là làm công việc gì? Dạ em làm ở kho Shopee. À kho Shopee, dạ. À, giao nhận hàng đấy hả? Dạ. À, nếu mà mình làm như thế có hợp đồng gì không? Dạ. Mình dạ. Đi làm như vậy có hợp đồng gì không? Dạ không ạ. Giờ bữa giờ các bạn cũng không được công ty hỗ trợ gì luôn. Nghỉ là nghỉ luôn, họ cũng cắt đứt hết là không có lương bổng gì. Ồ. Mình làm như vậy thì một tháng thu nhập được nhiều không bạn? Dạ cũng tầm 60 triệu. 67 triệu. Còn chị thì tháng được khoảng bao nhiêu tiền? Em cũng có 5-6 triệu gì đó, tại em buôn bán ở ngoài. À, vậy là hai vợ chồng thu nhập tháng cũng chỉ khoảng là 10 triệu. Rồi chi phí tiền phòng rồi ăn uống này kia. Thì mỗi tháng như thế thì các bạn dư được khoảng bao nhiêu? Tiền dư thì nó không có cố định hàng tháng là cũng có tháng á, tại vì em buôn bán nó không có dư nhiều á, tháng này tháng nọ là tiền nhà thì cũng hết 2 triệu rồi. Rồi á, tiền ăn uống sinh hoạt rồi gửi về cho con em nữa thì cũng không có dư nhiều á. Bé ở dưới đã có đi học gì chưa? Để chưa tới tuổi đi học. À mà chưa tới đi học à? Vậy chắc là 5 tuổi à hay 4 tuổi? Dạ 6 tuổi. 6 tuổi là đi học rồi chứ, 6 tuổi là mình cho đi học lớp 1 được rồi. Tại vì năm nay á, dịch á, không có cho đi học á. À, ở nhà thì cho mình hỏi, ấy, ở quê thì hai gia đình, hai bác là bên nội bên ngoại là làm công việc gì? Dạ, cha em đi biển hoạt động, một năm mới vô một lần. Thì đi theo tàu đi đánh bắt đấy hả? À, nhà mình có nhiều ruộng đất gì không? Dạ không, ở đất nhờ người ta. Ở dưới quê cũng ở đất nhờ nữa. Còn gia đình bên anh? Gia đình bên em thì ba mẹ cũng đi lên đây làm thuê làm mướn anh ơi. Cũng đang ở Sài Gòn này hả? Ở Bình Dương anh. Ủa thế vậy thì các bạn cho mình hỏi là mình đi bộ như thế này đấy thì người nhà có biết không? Dạ, dạ có. Người nhà biết luôn? Dạ. Nhưng mà bây giờ là không có cách nào để giúp các bạn hả? Dạ đúng rồi anh. Bây giờ tỉnh Bình Dương nó cũng phong tỏa, nó đâu cho mình đi ra ngoài tỉnh đâu. Rồi các bác cũng không gửi tiền để hỗ trợ hai bạn hả? Dạ, hôm qua mẹ có gửi cho mấy trăm ngàn. Chắc là của hai bác cũng khó khăn đúng không? Dạ, dịch bệnh. Dịch bệnh là cũng đi làm mướn thì chắc cũng thất nghiệp mấy tháng nay nên là dạ. Khó khăn. Đấy, mặc dù là con của mình đang mang bầu nhưng mà cũng không biết phải giúp làm sao nữa. Dạ, và nói thiệt công nhân trên Sài Gòn á, thì bây giờ 4 tháng này thì ai cũng khó khăn đấy. Do dịch bệnh. Vậy là hai bác cũng biết thì, nhưng mà hai bác vẫn đồng ý là cho các bạn đi về quê hả? Để các bạn đi bộ về như vậy hả? Mẹ nói là gán ở lại coi thử coi đăng ký được không. Mà đăng ký hoài không được rồi bị người ta đuổi nữa. Rồi cái thôi đi về. Vậy là bữa giờ các bạn bị chủ trọ đuổi luôn rồi. Nợ 2 tháng mà người ta đuổi luôn. Ôi trời đất. Bây giờ các bạn cho mình hỏi lại một lần nữa ha. Ví dụ đi, mà các bạn có chỗ ở thì các bạn có về quê không? Hả? Em chỉ về quê thôi chứ không ở lại. Vẫn về quê? Nhất quyết là các bạn về quê chứ không ở lại. Tại vì ở Sài Gòn bây giờ mông lung lắm anh ơi. Không biết khi nào mà tụi em mới được đi làm lại nữa. Thà là về quê có gì ăn nấy, nhưng mà cuộc sống nó cũng vui hơn. Vậy sau này khi mà dịch bệnh bớt thì các bạn có lên Sài Gòn làm nữa không? Tại sao vậy? Em sợ lắm rồi, sợ không biết được về nữa. Mình thấy mắt của bạn trai này, chồng của bạn ấy là cũng rất là buồn ấy, hình như là đang cũng muốn rớt nước mắt rồi. Khi mà thấy cái cảnh là vợ của mình mang bầu phải đi lững thững như vậy. Anh đây rất là xót cho người vợ của mình. Đi 2 ngày trời rồi mà đang mang bầu nữa. Một hình ảnh khá là đẹp. Anh bóp chân cho chị. Ngày xưa ấy, tại sao mà hai bạn lại quyết định rời quê lên Sài Gòn như vậy? Hồi xưa ở dưới không có gì để làm á. Kiểu như chỉ có làm biển thôi. Mà đi biển thì nó cực quá. Nên cho chồng lên đây làm công ty. Rồi. Còn em đây là 15 tuổi thì sao ngày xưa cũng không cho đi học hay là cũng khó khăn quá nên là nào nghỉ để đi làm? Có đi học tới lớp mấy? 6 lớp 7 gì đó, xong rồi thấy nhà không có điều kiện
Em đây là em của chị hay của anh? Dạ, em của em. À, thế hả? À. Vậy trước khi mà các bạn quyết định mình đi bộ về như thế thì trong túi các bạn còn bao nhiêu tiền? À, lúc em về là em không có tiền, hết tiền luôn rồi, xong mẹ gửi lên được một triệu. Gửi lên 1 triệu mà lúc đó chưa có gì à. Xong rồi cái là tới lúc đi về là còn 700-800. À, 700-800. Để đi từ bữa giờ 2 ngày rồi. Bây giờ còn bao nhiêu tiền? Còn hình như 400 nữa. Còn 400 nữa hả? Ờ. Thì các bạn nghĩ rằng khoảng 400 ngàn đấy các bạn đi về quê đủ không? Dạ, nếu như em đi bộ thì đủ ăn chứ. Bây giờ mà đi bộ như thế này là cũng ảnh hưởng đến thai nhi lắm á. Rồi các bạn nằm đêm hôm ở ngoài nữa, ăn uống thiếu chất nữa, nguy hiểm lắm. Đấy, vậy để mình sẽ nhờ cái cô kia xem là chuyến xe đó sẽ tới đâu ha. Hy vọng là sẽ cùng với cái tuyến đường của các bạn về. Tại vì cái xe này là người ta chở hàng ấy, thì mình đi kèm vào đó. Còn bây giờ xe khách thì thật sự luôn là không có xe khách đâu. Mà nếu mà có mình thuê được một chuyến đi thì mình cũng phải đông. Ví dụ như là 20-30 người mình thuê nguyên một cái xe lớn ấy thì có thể là người ta chở. Còn đây là mình lẻ này thì mình đi kèm, mình đi xin người ta đi nhờ như vậy thôi. Rồi em là 15 tuổi. Thì lên đây là đi cũng làm kho hàng với anh trai hả? Dạ. Rồi sao bây giờ về quê như thế này đấy thì có buồn không? Cũng buồn anh. Sau này có tính lên làm lên Sài Gòn làm tiếp không? Cũng không. Em cũng sao vậy? Mới thế mà đã sợ rồi hả? Một tháng là dịch tới giờ luôn anh. À. Nên là bây giờ nó sợ luôn. Bây giờ mấy bạn có được test hay là chích vaccine gì chưa? Dạ, mấy bữa mà chưa có gì còn ở được ở nhà trọ á, là cũng được test mấy lần. Test rồi, chích vaccine thì sao, các bạn được chích chưa? Dạ, chích một mũi. Chích một mũi à, còn giấy tờ gì không? Không. Cho mình mượn giấy được không? Đúng rồi, 15 tuổi thì chưa đủ tuổi chích. Đây là hai bạn chích rồi, mới chích có một mũi hả? Chích được bao lâu rồi? Dạ, em cũng nhớ có 3 tuần, 4 tuần. À, cho mình xem nào. À, đây là chích vaccine. Đây là chích của Trung Quốc hả? Dạ. Cái này thì thời hạn bao nhiêu lâu thì chích mũi 2, có biết không? Dạ, đợt nghe nói là 21 ngày á. Mà cái chỗ em á là nó hết thuốc lâu lắm rồi, chưa có thuốc để chích lần. Mình phải chích đúng thời hạn, không là quá lâu quá thì nó lại không có tác dụng nữa. Thì thôi, thì qua đây thì mình cũng có duyên gặp các bạn ấy. Thì cũng chẳng biết giúp các bạn như thế nào. Thì bây giờ tạm thời thì mình giúp cho 3 bạn là 1 triệu nhá. Mình gửi cho 3 bạn 1 triệu để có thể là mình trang trải. Thì trước mắt thì bây giờ như thế này thì bạn cũng có cái tiền để ví dụ như tối nay đi, mình có không đi được, mình mệt quá thì các bạn thuê tạm một cái nhà nghỉ nào ha. Mình nghỉ ngơi rồi mai mình sẽ tiếp tục di chuyển. Và để xem ngày mai là cái bên chỗ chị kia đấy, cái tuyến xe đó là có đi được hay không. Và người ta sẽ xem là được thì người ta sẽ gọi cho mấy bạn ha. À, nhưng mà trước mắt thì thôi mình cũng chỉ biết là giúp các bạn là có một chút tiền như thế để các bạn có thể trang trải. Mình có tiền để ăn uống rồi, còn nếu mà có mệt thì mình thuê tạm một cái phòng ở đó, rồi 3 anh em vào đấy nghỉ. Chứ là thấy bạn mang bầu đấy thì mà đi đêm này kia lững thững ở ngoài nó cũng tội nữa. Sài Gòn mấy bữa nay thì hầu như là tối nào chiều nào cũng mưa cả. Thì mấy hôm nay đấy thì nó mưa như vậy thì các bạn đi thì sao, tối thì sao, nằm như thế nào? À, là nằm mái hiên, có cái mái nào mà có hiên nào mà có cái mái che là các bạn nằm ở đấy. Còn không là bắt đầu không mưa thì gặp cái ghế đá nào thì nằm ở ghế đá đó. Rồi. Thế các bạn đi như vậy thì các bạn có sợ không? Có sợ là những cái người xấu hoặc móc túi hoặc là họ cướp giật đồ không? Thì
bắn bình thường thì ban đêm cũng sợ, nhưng mà giờ nghĩ lại má em đâu có gì nữa đâu mà để móc túi hay là cướp, chỉ có ba cái mình không mà giờ gì mà không còn gì nữa, không sợ đúng không? Dạ. Rồi có điện thoại đi tiếp thì không? Dạ có một cái. Để tí nữa cho mình xin cái số điện thoại nhá. Dạ. Đây là số tiền của cô Kim Hải, mình cũng trích cái số tiền này ra. Đây là cô Kim Hải cũng nhờ mình là giúp đỡ những cái mảnh đời bất hạnh. Thì hôm nay mình cũng sẽ sử dụng cái số tiền đó của cô giúp mà các bạn đấy. Thì các bạn có gửi lời cảm ơn gì không? Dạ, trước tiên là em cảm ơn Thắng trước. Rồi thứ hai là em cảm ơn cô Kim Hải. Rồi số tiền này là thiệt chứ em mang ơn nhiều lắm luôn á. Các bạn có vui không? Em cảm ơn anh Thắng và cô Kim Hải đã ủng hộ cho tụi em số tiền này và giúp cho tụi em trong lúc khó khăn này. Cảm ơn rất nhiều. Bạn cứ nói lớn em. Sao mà bạn tên gì vậy? Dạ em tên Phong anh. Tên gì? Phong. Phong hả? Dạ. Mình thấy Phong hình như là từ nãy giờ là buồn buồn đấy. Dạ. Không biết là Phong đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Tại em suy nghĩ cảnh khó khăn hiện tại này, của vợ em đang mang bầu mà hỏi lội về quê gì nên em hơi buồn. Mình thấy xót đúng không? Dạ. Thấy nãy giờ thấy bạn cứ buồn buồn đấy. Vậy tới mình đi bộ vậy đó, vậy thêm con cái ở nhà nữa này kia đó, buồn chứ. Có bao giờ mà hai bạn cảm thấy buồn phiền và chán nản khi mà gặp quá nhiều khó khăn như vậy chưa? Tại vì dù có gì đi nữa cũng hai đứa đi chung, mộng chung rồi. Thì thôi mình cũng gửi cho bạn một chút như vậy nhá, để hai vợ chồng với lại em đây là trang trải thêm ha. Thì qua đây thì con cũng cảm ơn cô Kim Hải. Con hôm nay cũng sử dụng trích cái số tiền mà cô gửi cho con để giúp đỡ cho mấy em. Thấy hoàn cảnh của mấy em cũng tội quá. Tại vì các em còn trẻ, xa nhà. Thứ hai là bạn gái này cũng mang bầu nữa. Nhìn cái hình ảnh mà bạn đi đường mà ôm bụng ấy, thấy rất là tội luôn. Thì con cũng cảm ơn cô, chúc cô thật nhiều sức khỏe. Thay mặt các em thì con cũng xin cảm ơn cô rất nhiều. Chúc ba anh em là lên đường gặp nhiều may mắn ha, thượng lộ bình an. Thì thôi thì tạm thời là cứ mình cứ đi, xong rồi mệt tới đâu thì các bạn nghỉ ở đó. Thì để chắc là từ giờ tới chiều đấy thì bên đó sẽ trả lời mình. Nếu mà được thì mình sẽ gọi cho các bạn ha. Rồi cho các bạn đi ké về. Tại vì cái xe thì nó xe chở hàng nữa, cho nên là không biết là có ngồi hết, có ngồi đủ được hay không. Tại vì đi là phải đăng ký số người này kia nữa ấy. Nó cũng có nhiều cái yếu tố nữa. Rồi. Thì chúc các bạn gặp nhiều may mắn nhá. Mình cũng xin phép là kết thúc cái clip này ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Và hẹn mọi người ở những cái nội dung sau. Các em lại tiếp tục là lên đường. Đấy. Đang mang bầu tháng thứ 3 rồi, đi đường là phải là ôm bụng như thế này đây, rất là tội. Từ từ, xe. Đây là hình ảnh rất là nhiều bà con đang đi về quê đây. Họ ngồi nghỉ. Phải nói rằng là những ngày này bà con miền Tây về quê rất nhiều. Hôm nay cũng là ngày thứ 3 rồi.